Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đến shop của em Mai để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số Mai đây quý vị ơi. Lọc bình Mai ha. Phôi cũng có luôn nha quý vị. Chủ yếu là lọc bình Mai này ha. Đây, chào em. Dạ, chào chú Tấn, chào cô chú anh chị em trên mọi miền đất nước. Nay em về Mai lọc bình cho cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã ủng hộ em trong những clip vừa qua. Thì không chờ cô chú chờ lâu thì em vô cây đầu tiên nha cô chú. Đây là mẫu 30 cây nha cả nhà. Rồi, cái mẫu này là có 30 cây. Dạ, chiều cao của nó là tầm 1m1 nha cô chú. Rồi, 1m1 cao. Dạ. Rồi mình đo cái bụng nó ha. Dòng bụng của nó là 1m1 cô chú. Rồi, ơi. Khoảng tầm 1m1. Chiều ngang của bụng nó là 40. Rồi, tầm 40 nhưng quý vị nằm ở khoảng đó ha. Chiều cao luôn. Dạ. Chiều cao nãy khoảng tầm 1m1 ha. Này là mẫu 30 cây nha cô chú. Rồi quý vị ngắm nghía ha. Thì để được một cái lọc bình nó đẹp như vậy quý vị, nó rất là kỳ công nha quý vị. Đó. Không phải ai thắt cũng đẹp được nha quý vị. Đó, nhiều khi thắt cũng được nhưng mà nó không đẹp được vậy ha. Bát rô nó không đều. Quý vị ngắm nghía ha. Này rất kỳ công lắm quý vị. Đẹp ha. Này em lên hàng mẫu cho cô chú anh chị mình xem. Mình giao lưu cặp hay là giao lưu lẻ từng cái lọc bình như thế này em? Dạ, giao lưu cặp. Một cặp 30 cây là em giao lưu giá là 1,8 triệu. Rồi, dạ. Cặp 30 cây là dạ, giá 1,8 triệu một cặp. Cô chú anh chị mình muốn mua lẻ em vẫn giao lưu luôn. Rồi. Dạ. Giao lưu nếu mà lẻ thì giá sao em? Dạ, 950 một chậu. Có nghĩa là so với cái cặp thì nó hơi nhỉnh hơn, chỉ có 50 ngàn dạ, thôi. Đúng rồi. Dạ. À, chỉ 50 ngàn thôi. Này giới thiệu hàng mẫu nha quý vị cần cái số lượng lớn á thì cứ alo shop ha, vẫn có nha quý vị. Dạ. Này là mình giới thiệu cái loại số 1 ha. Rồi mình lên cái loại khác ha. Dạ rồi. Này loại nha 30 cây nha quý vị. Rồi tiếp tục mình lên một cái loại thứ hai. Đó, cái này loại này nó đặc hơn nè quý vị ơi. Loại này là 39 cây á cô chú. Đó. 39 cây. Cái chiều cao nó nè. Chiều cao của nó là tầm 1m nha cô chú. Khoảng 1m. Cái bụng của cái lọc bình ha. Là 1m15. Đó. Nó cũng nằm cũng cỡ nha những em vừa rồi. Chiều ngang bụng là cũng là 40 luôn á cô chú. 40. Mẫu này là 39 cây đó cả nhà. Quý vị nhìn thấy cái độ kích nó kích hơn nè ha. Cái 39 cây cái là lọc bình này thế này quý vị. Đó, độ kích nó kích hơn nè. Đẹp ha. Đây là mai vàng, mai giảo Bến Tre đó cả nhà. Đấy. Rồi mẫu 39 cây em giao lưu giá là 2 triệu một cặp nha cả nhà. 2 triệu một cặp. Dạ. Lẻ mình vẫn giao lưu như dạ dạ đúng rồi, lẻ thì nhích lên thêm 50k nữa một chậu. Dạ. Nếu mà mai mua cái lẻ thì nó là 1.050.000. Dạ. Nếu mua một cặp thì là 2 triệu. Dạ. Rồi, mẫu này mình cũng còn nhiều nhưng quý vị có số lượng nhiều thì alo ha. Dạ. À, giới thiệu hàng mẫu thôi. Rồi, em lên mai phôi cho cô chú anh chị em mình xem. Rồi trước khi lên cái phôi thì còn một cái mẫu thứ ba đây quý vị ơi. Mẫu này là 30 mấy cây em. Dạ 39 nhưng mà này là mai tứ quý đó cô chú anh chị. À cái này làm từ những cây mai tứ quý nè. Dạ cái này chiều cao nó cũng là 1m. Rồi cũng 1m. Đó cái bụng có cái lọc bình nè. 1m14. 14 cái kia 1m15 nó cũng dạ, cỡ quý vị ơi ha. Cũng cỡ. À, nhưng mà cái cây thì nó khác thôi, này được làm từ những cái cây tứ quý nè như quý vị nè. Nở 4 mùa luôn. Tứ quý này nó nở 4 mùa cả nhà. 4 mùa hoa nở luôn. Đây quý vị nè ha. Quý vị nhìn cái lá quý vị cũng biết là tứ quý nè. À, tứ quý nè. Này loại 39 cây ha. Dạ. À, giá nó có khác hay là giống với 39 cây mai vàng em? Dạ này tứ quý thì em giao lưu một cặp là 2,5 triệu. À, khác xíu ha quý vị. Dạ. À, cặp là 2,5 triệu một cây vẫn giao lưu luôn. À, giống như mai vàng luôn, cũng giúp thêm 50 ngàn. Dạ đúng rồi. Rồi rồi, mình rồi em lên mẫu vậy cô chú anh chị mình muốn mua số lượng thì cứ điện tới em. Dạ. Một cặp hai cặp hay là số lượng hơn chút nữa thì cứ điện tới em. Rồi có giá sỉ luôn nếu mà mua. Ê, nhiều chứ. Rồi mình lên phôi nha quý vị. Đây, một phôi đế uống qua văn luôn, chơi bonsai hết ý em này ha. Rồi này em đo hoành cho cô chú anh chị mình. Rồi, đó, này hoành 21 nha cô chú anh chị. Nè. À, thì mấy em này nhận
như bonsai, hoa văn thì nó rất là chậm lớn không vậy, chơi bonsai hết ý ha. Còn đế nè, mấy cây cỏ như vậy là lên chậm lớn dữ lắm nha quý vị. Uống kiểu này nè ha. Rồi cái này mình đánh mã số 1 đi ha, phôi quý vị. Dạ. Này em cây này em giao lưu giá là 3 triệu nha cô chú anh chị. Rồi 3 triệu. Cô chú anh chị thêm tham khảo cây này ha. Cây này ngay đây nó có cục nè cô chú anh chị. Có củ ngay đây ha. Củ bự đó. Đế thì sắn ốc hết nha cô chú. Đẹp, này cũng kỳ công lắm à. Này em không có chưa có xịt, chưa có rửa, chưa có chà. Rong không ha. Dạ. Đầu tiên ra quá mạnh rồi. Dạ. Thì an tâm về cái sự sống đó ha. Bonsai là phải rong nha. Hàng bonsai nha cô chú anh chị. Rồi. Mình xuống cây ha. Dạ. Mã số 1, phôi. Rồi tiếp tục mình lên một cái phôi thứ hai nè quý vị ơi. Đó. Rồi cây này cây sừng trâu nha cô chú anh chị. Trâu. Em giơ cái hoành nó luôn nha quý vị. Hoành nó là 30 á cô chú. Rồi 30. Nó cũ sao ra ta. Ôm nhẹ. Ôm nhẹ giữ thước lại ôm nhẹ. Rồi. 50 đi ha. Cũ 50. Đó. Cũ nạt 50 chứ nè. Siết chặt nó chạy cái rột ra đây nè quý vị. Rồi này đo từng thân ha. Cái cạnh nó là 18 á cô chú anh chị. Em đây chắc cũng cỡ đó. Thấy cũng ngang ngửa nhau nè. Đây 17 thì nó nhích chút xíu à. Quanh tổng là 30 nha quý vị. Dạ. Từng thân em 17 em 18. Cũng ngang ngửa nhau chứ không có sự chênh lệch gì lắm ha. Này về cô chú anh chị mình cắt tỉa lại ha. Em để nguyên vậy về cô chú mình thích tới đâu thì cắt tới đó giùm em. Rồi sẽ dạ. Vòng vòng nữa đi ha. Rồi cái phôi mã số 2 này mình giao lưu nhiêu đi Mai? Dạ cái này em giao lưu giá 1 triệu á cô chú. Rồi, anh chị. 1 triệu ha. Dạ em bao ship toàn quốc cho cô rồi. Chú anh chị mình ha. Mình còn gì nữa không em? Dạ thì cũng mong cô chú anh chị mình xem hết clip có gì liên hệ tới số điện thoại ủng hộ giùm em ạ. Số điện thoại của em là 0326 726 887. Em cũng có số Zalo rồi, có gì cô chú anh chị cứ nhắn vô Zalo cũng được. Rồi các dạ, bạn em cảm ơn ha. Rồi trước khi kết thúc clip quý vị mình ngắm nghía đây quý vị. Đó, số lượng còn nhiều lắm nhưng quý vị. Đó, trong quá trình xem quý vị ưng ý thì mình cứ alo cho Mai ha, thì số điện thoại thì mình để trên phần tiêu đề quý vị ơi. Rồi mình cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.